Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đến với các bạn một video đó, nghĩa là chia sẻ về cái vật mũi nha các bạn. Thì những ngày gần đây thì những ngày nó đã vào những cơn mưa bão ha, thì nó sẽ có mưa nhiều thì là nó sẽ có mũi nhiều các bạn. Thì đây là một cái vật mũi mình có mua, mình đã từng review trên kênh mình rồi. Đây là cái vật mũi Haken của một thương hiệu của bên Nhật Bản các bạn. Đây, tiêu chuẩn Nhật Bản ha, vật mũi tuổi thọ siêu cao ha. Thì những cái vật mũi mà khi mà các bạn mới về á thì thường thường cái điện áp của hoạt động là 2500V nha các bạn. Thời gian sạc đầy pin là từ 4 tới 6 giờ. Đó, cái độ đèn LED pin sạc. Thì cái lần đầu tiên mà các bạn mua về thì các bạn chịu khó các bạn cắm liên tục là từ 6 cho đến 8 giờ nha các bạn. Đó. Thì thường á một số cái giật mũi á người ta nó sẽ bật cái này ra. Người ta sẽ cắm vô nhưng mà như thế là rất là bị dễ rớt nha các bạn. Như cái vật mũi của mình á thì ta có cọng dây nó cắm vô đây, rồi xong cái cọng dây đó bạn cắm vô cái ổ điện thì nó sẽ rất là tiện nha các bạn. Mặc dù có thể là cái cọng dây đó bạn bị mất á, nhưng mà nói chung cũng khó mất các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chơi kiểu mà gài kiểu này nè thì khi mà các bạn găm vô cái ổ điện á nó sẽ bị lạch lạc, nó bị khó chịu lắm các bạn. Bởi vậy mình các bạn nên mua những cái như thế này nè. Các bạn cứ để vậy đó rồi các bạn cắm vô ổ điện thì nó sẽ tiện lợi hơn. Ở đây như cái vật mũi nè, bình thường thì nó có thêm cái chức năng là đèn nữa các bạn. Đây là đèn LED các bạn. Đó, thì khi sạc á, khi sạc thì các bạn nên là chuyển về chế độ tắt luôn nha các bạn. Tắt luôn thì nó sẽ là ổn hơn. Khi mà các bạn để như thế này, đó, như này là nó đang hoạt động là có nó có đèn này các bạn. Các bạn nên tắt luôn, đó. Đó, không vừa sử dụng vừa sạc, đó. Khi không sử dụng thì các bạn vui lòng sạc là khoảng là 3 tháng một lần. Mỗi lần thì sạc không dưới 4 tiếng nha các bạn. Cái vật mũi này nếu mà các bạn không có làm rớt á thì nó sẽ rất là bền. Mình chỉ cho bạn sửa một số lỗi. Nếu mà các bạn bình thường bạn xài mà các bạn nghe tiếng mà tiếng điện nổ các bạn, thì thường thường các bạn chịu khó nghiêng nghiêng cái mặt vợt như thế này nè. Các bạn sẽ coi những cái phần lưới, cái phần tại cái này cái nó điện là điện nó ở giữa các bạn. Rồi khi con mũi á nó chạm từ cái lưới ở ngoài vô lưới ở trong thì nó thành cái nguồn dẫn điện thì nó sẽ bị nổ các bạn. Thì thường thường các bạn nghe nổ gì đó là thường thường cái vợt như mình quơ trúng một cái vật gì đó các bạn. Cái bắt đầu cái lưới ở ngoài chập với cái lưới ở trong thì nó sẽ kêu nó nổ. Thì các bạn có thể là các bạn lấy mũi kéo hay lấy cái cây gì đó các bạn nhích lên là như thế là các bạn xài sử dụng được. Nói chung vật mũi là mình thấy thường thường là bị rớt các bạn, bị rớt nè, cái nó bị hở cái mạch này ở đây. Ngày trước á thì người ta có sửa vật mũi là từ 10.000, 15, 20.000, nhưng mà nói chung á đồ thì đa phần là đồ của anh Tàu không à, sửa xong rồi nó cũng bị hư tiếp à. Mà biết sau này cái vật mũi ngày xưa nhiều khi mình nhớ là 70-80 trăm mấy mà ngày xưa đó các bạn, chứ bây giờ thì nhiều khi cái giá nó cũng thấp hơn rồi, 50-70 là có một cây rồi. Nó các bạn mua các bạn xài hư thì dục đó, các bạn mua loại bình thường loại rẻ thôi, hoặc là các bạn mua những cái thương hiệu nổi tiếng này như là Haken nè ha, và những cái thương hiệu như Rạng Đông, những cái thương hiệu Namilut này nọ và những thương hiệu nói chung là của Việt Nam mình đó. Cái cây Rạng Đông mình đã từng review thì nó cầm thì nó rất là nặng nhưng mà nó rất là bền đó, mà nó rất là bền đó. Thì một số chia sẻ về cây vật điện trong cái tầm hiểu biết của mình chia sẻ cho mọi người biết ha. Bạn nào mà có thắc mắc gì thêm thì có thể là comment dưới video nha bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha các bạn. Bye bye các bạn.